Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lên chú Bảy chơi thì được chú Bảy dẫn mình đi cho mấy trái dưa gang nha. Thì có mấy bờ kinh đó, chú Bảy trồng đại rồi, ổng vẽ cho mình nè. Mời mọi người đi theo mình nha. Mình đang đi theo chú Bảy nha, qua chỗ ông trồng dưa gang nè mọi người. Dưa gang này thì chú Bảy chỉ trồng chơi thôi, không phải là trồng để. Wow, chú Bảy vẽ cho mình nha. Ồ, đẹp quá. Có mọi người thấy dưa gang không? Đã không? Bảy đang đi kiếm trái già hơn nha mọi người. Wow, đây là những trái nhỏ nha. Bự bự không nha mọi người ơi. Còn bên kia nữa. Luôn. Wow, đẹp quá luôn. Đó, cái này già muốn lấy cơm chú Bảy bán cho mọi người. Cảm ơn. Chào nha, chú Bảy chào mọi người nha. Quá nhiều luôn mọi người đây. Đó. Cái này là chú Bảy không trồng chơi thôi hay là mình trồng bán luôn chú Bảy? Chơi chục buổi để dành ăn chơi thôi à. Nhưng mà nhiều chắc này thấy nhiều quá không bán luôn được á chú Bảy ơi. Ăn không hết thì bán. Quá nhiều luôn. Dài lại kia. Để mình đi vòng vòng cho mọi người coi nha. Phức lá dữ lắm luôn. Đây nè. Ôi. Nhóc trái luôn. Quá thấy ham rồi. Đó. Trái nhỏ này nha mọi người. Đây trái nhỏ, trái bự rất là nhấp luôn, tại nó phước lá mình không thấy thôi. Đây nè. Nhầm lên chơi luôn. Trái này bự nè, dài 5 tấc luôn đó mọi người ơi. Không ăn nhiều luôn. Nó lâu lâu lên chơi được chú Bảy cho được mấy trái dưa gang nha. Đã quá đã. Qua nó nằm đây nữa nè. Nằm phút phước đi chịch đạp luôn á mọi người ơi. Trái nhiều lắm luôn. Qua dữ lắm luôn nè. Phước nhiều lắm luôn chứ không phải là một hai trái đâu nha. Trồng ăn chơi thôi mà trái nhiều lắm mọi người ơi. Wow, thấy hàm quá. Trái này bự luôn nè. Đẹp quá luôn. Quá thấy hàm mà mọi người ơi. Đây quá luôn. Đây nữa nè, thấy lá bình thường là dập ra nè. 3-4 trái luôn. Trái nhỏ nữa nè. Quá sướng luôn. Chú Bảy đang dập ra cho mọi người xem kìa.
Wow, nhìn thấy mê chưa? Rõ, thấy ham luôn mấy người ơi. Quá nhiều luôn. Công nhận cái này mà trồng nhiều là bán đã luôn á. Ba trái này nhìn thấy ham quá. Nó bự trước nè. Ủa, đậu nằm trong kẹt mình không thấy nhiều lắm luôn á. Ôi một cục đây, nhóc trái chân nè. Ồ, xuống không? 1, đây 2, 3, 4, 5. Ôi da, thảo trái luôn. Mình ăn trồng ăn chơi mà đã ghê ha. Cái này đi qua chợ bán được nhiêu ký ta? Như vậy 5 ngàn hả? 5 ngàn ký à mọi người ơi. Nhưng mà trái nhìn thấy ham quá đi. Công nhận nhìn sướng thiệt. Quá đã. Mấy trái này mình mê hoài luôn á. Cho mọi người coi luôn nè. Gan nhìn thấy đã ghê ha. Dưa gan này thì đặc biệt của nó nghe mọi người, trái nó già gì nè, nó già mà như gì là hoài luôn nha. Nếu người ta muốn ăn hay này kia là người ta, chú Bảy mình nói á, nó già mình bẻ vô á, mình muốn ăn thì mình thảy vô lô nước ngâm đêm nha, là sáng là nó mềm nó chín liền. Còn mà mình muốn chín cho nó rụng cuốn á là mình tưới nước là nó sẽ chín nha. Còn nếu không thì trời nắng gì nè mà mưa xuống đám là nó sẽ chín nha mọi người. Nó chín rồi nó rụng cuốn mới mềm mới ăn được nha. Mấy trái này là mới già thôi đó mọi người xem á. Thì đây đó, tàu trái này nó bự mà nó dài nè. Trái này dài dám nửa thước luôn á mọi người ơi, năm tấc luôn á. Đó, để mình đo coi. 1 gang, ui 2 gang, 2 gang mấy luôn mọi người, gần 3 gang luôn á. Ôi quá im luôn, nhìn quá đã, em nhận thiệt chứ. Đó mọi người thấy không, chỉ có một lõm chút xíu thôi, trái rất là nhiều nha. Chú Bảy nói mà ăn đâu có hết đâu, không chồng chơi ăn thôi à. Nhưng mà tới dư rồi ông bán luôn được 5 ngàn một ký à mọi người ơi. Cũng rẻ chứ không có mắc. Mà ăn rất là ngon nha. Ôi quá thấy mê luôn rồi. Nhìn đã quá đã. Mấy chòm này trái quá trái luôn. Đó, mọi người thấy. Cái chòm này nhóc trái cho nên là nó bự nó lú ra đó. Còn mấy lá khúc khúc khức nè mọi người. Thấy không? Dập ra cái là có trái bự liền. Nhìn thấy mê quá. Sướng thiệt. Ồ, đây là thành quả nãy giờ của hai chú cháu nha. Lâu lâu về lên gặp chú Bảy, lên ông chơi thì cũng cho mấy trái dưa gan. Đã quá mọi người ơi. Đó. 5 trái này chắc chục ký quá ta ơi. Quá im luôn. Ôi nhìn dơ gan kìa. Trái này về mình thảy xuống nước ngâm tới sáng ha chú Bảy. Muốn ăn thì thảy vô thau ngâm sáng chín hết. Dạ. Còn mà cái còn mình bẻ mà để muốn tự nó chín là nó rụng cuốn hay gì? Chín rụng cuốn lụm vô là quất liền mềm xèo hết rồi. Ừ. Già bẻ già đi đường xa hoặc trở kia nó không dập không bể. Dạ. Về muốn ăn thấy thau nước thì sáng chín nó rẻ hết rồi. Rồi đó mọi người nghe ha. Chú Bảy nói đó là mình mà muốn ăn á thì đi đường xa mình nên bẻ trái già rồi mình để về nhà, muốn ăn để thau nước sáng là nó chín nước nẻ hết nha mọi người. Đó, còn mấy trái này là chú Bảy mới bẻ cho mình là mấy trái già nha. Wow, nhìn rất là đẹp và sướng luôn nè.
năm trái này với khoảng chục ký lô á mọi người ơi. Mà đi chợ bán thì nó cũng rẻ nha, chỉ có 5.000 ký thôi, phải mắc mắc là im luôn á. Với cái này loại mềm quá, nó không có thương lái nhiều, chú Bảy nói là không có thương lái nên không có trồng nhiều được á mọi người. Lấy cái... đâu mà hợp đồng, tới chừng chín gồ hết rồi bỏ làm gì nên cho người ta làm gì. Đấy. Phải được nhiều mình trồng là ngon luôn á chú Bảy, phải không? Công nó mà dư dầu một công thì người ta chục hay chục tấn chứ. Tại vì có cái là lái tới đâu có ăn ba cái hàng này. Hàng này chồng nó ăn nhặt rồi chơi với bác bậy bạ rồi thôi. Phải mà lái mà nó ăn như dưa leo đồ này kia là ngon lành luôn á. Nó mấy chục bụi rồi theo rồi em bẻ hết mấy trăm ký. Đó, trời ơi. Nhìn trái là biết rồi, thấy ham luôn rồi. Ăn cũng lâu lắm, từ nửa tháng trái nữa. Ôi, sướng thiệt. Lâu lâu lên thăm chú Bảy mà được quà mang về luôn á mọi người ơi. Rồi video của mình tới đây cũng xin tạm dừng nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.